Thầy sẽ chuyển qua cái bài lab liên quan đến audit DDL. Cái audit DDL này thì cái ý tưởng của nó cũng cơ bản đấy, nó cũng là dùng một cái trigger đấy để nó chặn, đấy cũng là tạo một cái trigger after DDL nó thì mình nó sẽ ghi log vào đấy, cơ bản đấy thôi. Và mọi người có thể không cần lưu hoặc là dựa lấy cái script kia thì nó cũng có là DDL chỉ rõ là trigger DDL là biết ngay thôi, cấu hình DDL này, tạo bảng log này, bắt log này, test này, kiểm tra log này, đấy có các bước ấy thôi. Chúng tôi nên web này tra cứu cho nhanh cũng được. Đây mình xem skip nhé, test này rồi. Đây sẽ dùng skip này để tạo nhé. Audit DDL này, đâu này, tạo bảng này. Cái này mình xem cái table space mình lưu vào là gì nhá. Dụ log mình lưu vào data log chẳng hạn thế đúng không? Ở đây thiếu cái data log à? Data OMF data log. Cái data log thì mình thiếu table space thì mình tạo này, create table space data log add data file. Data file size 10 me auto x 10 on x 10 me. Rồi, cái này là OMF nhá. Thì nó không cần phải chỉ rõ cái đường dẫn của cái đường dẫn này nhá. OMF này. Rồi, có rồi. Chơi tí nhá. Tạo bảng này, tạo bảng này, index index log thì chưa có tạo luôn ở đây, index log này, rồi tạo một cái index giả sử index DDL log để sau này mình tra cứu tiện nhé, tạo này, rồi mình tạo một cái trigger on DDL on DDL on database này, index DDL log có cái bảng có bảng nó DDL log rồi, thì bây giờ mình sẽ tạo trigger bằng cách boolean thôi, boolean F5 này, rồi toàn F5 thôi, cái này thì là toàn cái nốt của thầy nó chuẩn rồi không ấy. Bây giờ giả sử như thằng sheet nó tạo bảng này nhé, user bình tv ngược tại, giả sử bà tạo bảng OX11 đi, rồi drop cái này cho đấy, thì với cái DDL log này mình tự chế ra ấy, thì nó hoàn toàn có thể bắt được tất cả các thao tác, kể cả sheet nó bắt được hết nhé. Cái này mục đích làm gì? Mục đích để là ví dụ user sheet này, user mà quản trị đúng không? Thông thường hệ thống lớn sẽ có nhiều người quản trị hệ thống quan trọng ấy. Mà thông thường phải có một người chính, một người dự phòng. Giả sử mình không, mình nghỉ phép bạn thấy có người khác người ta làm thay mình, nó thao tác sai đúng không? Tạo table space phân vùng sai hay là alter một cái bảng nó gây lỗi đúng không? Thì sau này giả sử mình làm mình phát hiện ra là nó làm sai rồi, nhưng mà cứ chối hay là nó drop bảng, đặc biệt là thao tác liên quan đến drop thì nó chối. Thì bây giờ mình có log đây. Vừa rồi mình drop table nhá. Thì nó có một cái drop table đây. Là tạo ra lúc 9 giờ 26 phút này. Đây, test thằng cái gì đây? Cái tạo bảng này. Cái tạo bảng này. 04 drop table aura z tab 11. Tab 11 là mình drop đi. Tại sao nó lại có thế này, enter cái bảng này thành cái này nhỉ? Mọi người thử nghĩ xem là nếu sử mình drop table này thì table đã mất chưa?
Tôi nghĩ xem là có thể lấy được cái bảng này không khi mình nhớ table. Bất kỳ một user nào nó thao tác này thì mình đều ấy nhé, đều ghi log hết nhé. Đây là user seed nhé. Nếu lấy được không? Lấy được nhé. Cái này là cho làm data log đúng không? Mình vào data log này. Trước thì mình có học một cái liên quan đến flatback đúng không? Before drop. Flatback. Table. OAZ 11. Tab 11. Before. Thiếu từ khóa gì nhỉ? Quên cú pháp thì mình vào đây thôi, xách lại thôi. Flatback. Đây, tất cả công nghệ flatback này. Mình search xuống từ khóa là flatback table nhé. Flatback table. Mặc định nó sẽ nằm trong recycle bin nhé. Còn khi mình post thì sao mất vĩnh viễn này. Có thể mình vào sâu recycle bin thì nó cũng ra được. Hoặc là mình select cái không, mình sẽ lấy cái bảng này có thể nó vẫn được, bởi vì khi mình đây nhá, cái bảng nó biến đổi thành bảng này đúng không, mình sẽ lấy từ bảng này nhá. Cái này mình xem là OAZ 11 vẫn còn dữ liệu đúng không, vẫn có bảng này đấy, thì giả sử mình biết được cái bảng này tên là gì mình cũng sẽ lấy được nhá. Vẫn có dữ liệu bình thường. Mình vào cái DBA nào. Mình show DBA resize có bin. Show resize của bin. PDB under section set container name bằng PDB 1 under section set cái container gì vậy? Bằng PDB 1 rồi. Connect OAZ 11 Oracle. Mật khẩu OAZ 11 là gì nhỉ? So PDP 1. So PDP S. Yêu cầu connect. So con name này. So con container. Xong sao được. Này sheet này. Enter section. Set. Container PD 1 này. Connect OAZ 11. Oracle. PDP 1. À, cái trigger này cũng cho mình login từ đây. Thế thì mình
Trigger Firewall đấy. Mình đi bộ Trigger đi. Rồi. Mình kết nối connect này xem vào. Rồi có đấy rồi. So resize bin. Đấy thì có cái bảng mình vừa tạo về xóa này. User vừa rồi user DBA xóa nhé. Hoặc là user mà mình kết nối vào là OZ11 hoặc user nào có quyền xóa thì nó vẫn nằm trong cái resize của bin nhé, giống hệ nguyên lý của thằng Windows đúng không? Khi mình xóa bình thường nó vẫn nằm trong thùng rác. Khi mình post resize của bin nó mất. Còn bây giờ mình sẽ thực hiện khôi phục lại nhé. Đây. Mình sẽ khôi phục lại như nào, trong cái link này thì cũng có hướng dẫn cụ thể này. Mình flash table before drop nhé. Flash back table or ra AZ11 to chứ, thiếu to before và drop. Đấy. Đấy, flash thành công. Thì khi đó mình select lại cái bảng này. Thì nó sẽ có cái bảng này, bảng này mình nãy mình tạo ra mình chưa có dữ liệu gì. DL có cái flashback không? Enter table flashback đi cho. Cái flashback cũng là một động DDL nó bắt hết. Nó bắt hết. Thì cái này kinh nghiệm liên quan đến drop table ấy, thì mà cứ drop table này sau một thời gian từ 3 ngày đến 7 ngày mà không có phát sinh gì thì mọi người sẽ xóa hẳn nhá, mọi người sẽ post. Còn là khi post xong thì cái dung lượng của database sẽ trống, mình sẽ làm thêm động tác này để thu hồi dung lượng mình post là mình resize data file nhá. Thế thôi. Post thì nó nhiều kiểu, post table, post index, post table space vân vân, rất rất nhiều thứ. Đấy thì qua cái bài audit hôm nay thì lưu ý mọi người là mọi người thứ nhất là dùng cái FCA để có thể audit những cái bảng quan trọng gọi là bảng dữ liệu nhạy cảm. Tiếp theo là đặt cái firewall thêm cái yếu tố IP vào để giám sát cái IP. Cái thứ ba cái yếu tố thứ ba là mình đặt cái DDL để giám sát. Rồi liên quan đến câu hỏi về cái nội dung audit này, một câu hỏi gì không?